Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt thì doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ăn uống lưu trú tại Đà Nẵng bắt đầu khởi sắc trở lại. Nhiều hoạt động giao thương được triển khai, các doanh nghiệp thương mại, các hộ kinh doanh tích cực triển khai kết nối xúc tiến thương mại và dần có đơn hàng trở lại. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố đã có tín hiệu tăng trưởng khả quan. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 năm 2021 đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng tới 20%. Một mặt là do các thành phố chúng ta đã, Ủy ban Nhà thành phố và Sở Công Thương đã có nhiều phương án và kịch bản để chuẩn bị tốt cái lượng hàng hóa phục vụ cho cái dịp cuối năm này. Với cái điều kiện mà chúng ta quản lý tốt cái dịch bệnh này thì nhiều khu công nghiệp cũng như là khu chế xuất sẽ đi vào hoạt động. Đồng thời là cái lưu thông hàng hóa thì tôi nghĩ rằng cái hàng hóa sẽ đảm bảo cho việc phục vụ cuối năm này. Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cuộc sống của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Hoạt động thương mại dịch vụ tại các trung tâm thương mại siêu thị diễn ra bình thường với lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, cùng nhiều chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu tiêu dùng. Các cửa hàng ăn uống lưu trú được phép hoạt động trở lại dưới sự giám sát và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Theo đó, ngoài doanh thu hàng hóa tháng 10 trên toàn thành phố tăng 20% so với tháng 9, thì doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng cũng tăng gần 27%. Chúng tôi rất hy vọng rằng là chúng tôi vẫn có tăng trưởng 10%. Bởi vì cái điều đo lường gần nhất là từ 30 tháng 9 khi mở cửa lại bán, đến bây giờ là gần một tháng rưỡi thì chúng tôi đã có một cái tăng trưởng so với cùng kỳ 10%. Có lẽ đây cũng là lúc mà người ta giãn cách, người ta chưa mua. Nhưng mà bằng cái sự chuẩn bị và đặc biệt là với các cái chương trình thực tế hơn, gắn kết gần với khách hàng hơn thì chúng tôi nghĩ là có khả năng tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên về chỉ số lợi nhuận sẽ thấp hơn rất là nhiều. Hồi phục sức cầu là mong mỏi của các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ. Hai tháng cuối năm 2021 là khoảng thời gian để các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ và bán lẻ lo phục hồi sản xuất, tăng tốc bán hàng, bù đắp doanh thu sau thời gian giãn cách để tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, xác định thị trường trong nước là giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương đã và đang tiếp tục xúc tiến các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất và các hàng hóa thiết yếu. Có rất khá nhiều cái chỉ đạo, các văn bản, đặc biệt là cái kế hoạch về ổng cốt thì chúng ta có cái kế hoạch 43 ngày 15 tháng 3 năm 2021 và kế hoạch 71 ngày 17 tháng 4 năm 2021 liên quan tới việc là tiêu thụ cung ứng các sản phẩm nông sản. Thì thực hiện cái chương trình đó thì Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại triển khai khá nhiều chương trình, đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay và những cái tháng còn lại của năm 2021 thì chúng tôi triển khai khoảng trên dưới 10 cái chương trình. Với các doanh nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh sau giãn cách, điều đầu tiên là phải luôn theo dõi sát diễn biến sức mua thị trường. Bởi dịch bệnh khiến việc làm giảm, thu nhập giảm, người dân tiếp tục thắt chặt chi tiêu nên sẽ có những ngành hàng chưa thể phục hồi doanh số.